Minh Phi chào mừng quý vị đang đến với bản tin cà phê Sài Gòn sáng ngày 20 tháng 8 năm 2016. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin kỳ này thì Minh Phi xin gửi đến quý vị những tin tức nổi bật ngay sau đây. Bộ Công Thương muốn giữ nguyên tinh thần thông tư 20. Sẽ có 200.000 sản phẩm dịch vụ được khuyến mãi trong ngày Online Friday năm nay. Nhưng trước hết sẽ là thông tin từ 15h30 ngày 19 tháng 8 giá xăng RON 92 tăng 675 đồng một lít. Thưa quý vị, từ 15h30 ngày 19 tháng 8 vừa qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có công văn về việc tăng giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu tại các doanh nghiệp đầu mối. Mức điều chỉnh giá xăng dầu vào 15 giờ 30 ngày 19 tháng 8 được thực hiện như sau. Xăng RON 92 tăng 675 đồng một lít, lên mức không quá 15.374 đồng một lít. Xăng sinh học E5 tăng gần 1.000 đồng một lít, lên khoảng 15.200 đồng một lít. Dầu diesel tăng 250 đồng một lít, còn dầu mazut cũng tăng hơn 200 đồng một ký. Sau đợt giảm liên tiếp trong 2 tháng qua thì giá xăng đã tăng trở lại. Trước đó trong đợt điều chỉnh gần nhất, giá xăng dầu đều được điều chỉnh giảm. Xăng RON 92 đã giảm 600 đồng một lít về dưới mốc 15.000 đồng một lít. Cũng liên quan đến mặt hàng xăng dầu, thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa công bố số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết tháng 6 năm 2016. Theo dữ liệu này, có đến 14 trong số 21 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị âm quỹ. Theo công bố của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 6, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ còn gần 1.500 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với đầu năm. Số dư quỹ bình ổn giảm mạnh, theo lý giải của Bộ Tài chính là do tổng số tiền sử dụng từ quỹ lên đến hơn 3.800 tỷ đồng, trong khi số trích quỹ của các doanh nghiệp ở mức hơn 1.500 tỷ đồng. Có 14 trong số 21 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị âm quỹ, như Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội, Công ty Lọc hóa dầu Nam Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Linh các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có số dư quỹ lớn là tập đoàn xăng dầu Việt Nam, tổng công ty xăng dầu quân đội Sài Gòn Petro. Theo các doanh nghiệp, số dư quỹ bình ổn giảm, cộng với giá bình quân mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thế giới tăng trong 15 ngày qua, là những yếu tố khiến giá xăng dầu không thể tránh được việc tăng giá. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Trước các ý kiến cho rằng cần phải bỏ thông tư 20 vì không phù hợp với luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới, Bộ Công Thương mới đây có tờ trình chính phủ ban hành văn bản khác thay thế thông tư 20 nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của thông tư 20 nhằm hạn chế xe ô tô dưới 9 chỗ nhập khẩu vào Việt Nam. Trong văn bản trên, Bộ Công Thương kiến nghị chính phủ không chấp nhận đề xuất rút ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư 2014. Cơ quan này cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các bộ ngành liên quan ban hành sớm các quy định trong nước có tác dụng tương đương thông tư 20, áp dụng tại khâu đăng ký lưu hành và áp dụng chung cho tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ để đảm bảo các yếu tố an toàn. Bộ Công Thương cũng lý giải trong văn bản gửi chính phủ rằng thông tư 20 chỉ là một thủ tục hành chính được áp dụng với hàng hóa nhập khẩu, chứ không phải điều kiện kinh doanh. Theo đó, nếu thương nhân nhập khẩu không đáp ứng được thủ tục này, sẽ không thể hoàn thành thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu. Thông tư 20 được Bộ Công Thương ban hành từ năm 2011, trong đó quy định doanh nghiệp khi nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ phải có giấy chỉ định hoặc ủy quyền nhà nhập khẩu, phân phối của chính hãng hoặc hợp đồng đại lý chính hãng. Tồn kho bất động sản đang giảm nhanh và rõ rệt. Kết luận này được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam VNBRI đưa ra dựa trên báo cáo phát hành giữa tháng 8. Theo báo cáo phát hành giữa tháng 8 này của VNRA, tổng giá trị tồn kho bất động sản toàn quốc hiện còn gần 36.000 tỷ đồng, giảm gần 15.000 tỷ đồng so với tháng 12 năm 2015 và giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với thời điểm kết thúc nửa đầu năm 2016. Trong các loại bất động sản, tồn kho đất nền nhà ở chiếm giá trị lớn nhất với gần 4,4 triệu m2, sắp xỉ 16.000 tỷ đồng. Tiếp đến là tồn kho nhà thấp tầng, chung cư và đất nền thương mại, trong các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng giá trị tồn kho khoảng 6.600 tỷ đồng, giảm 3.500 tỷ đồng so với cuối năm 2015 và giảm 216 tỷ đồng so với thời điểm kết thúc quý 2 năm nay. Tồn kho bất động sản tại Hà Nội hiện có giá trị khoảng gần 6.000 tỷ đồng, giảm hơn 900 tỷ đồng so với cuối năm 2015 và giảm 64 tỷ đồng so với quý 2. Theo VNREA, tồn kho bất động sản hiện tại đã giảm nhanh và rõ rệt hơn thời kỳ trước năm 2013 trong năm tới, dự báo giá trị tồn kho sẽ giảm ở mức độ nhanh hơn khoảng 10 đến 15% so với hiện tại. Thị trường đang có chiều hướng phát triển tốt nhưng vẫn tiềm ẩn các yếu tố bất ổn như lệch pha cung cầu, nguồn cung căn hộ cao cấp, bất động sản nghi dưỡng nhiều hơn nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp. Đến với chủ mục mỗi ngày một con số thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 200.000, đây là số lượng sản phẩm dịch vụ khuyến mãi trong ngày mua sắm trực tuyến năm nay, Online Friday 2016 theo Bộ Công Thương. Ngày mua sắm trực tuyến 2016 vừa diễn ra vào ngày 2 tháng 12, Bộ Công Thương cho biết số lượng sản phẩm dịch vụ tham gia năm nay sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Cụ thể nếu năm ngoái có tổng cộng 2.300 doanh nghiệp tham gia với 63.000 sản phẩm dịch vụ thì năm nay sẽ có 3.000 doanh nghiệp với khoảng 200.000 sản phẩm dịch vụ tham gia khuyến mãi nhằm hạn chế tình trạng tổ chức khuyến mãi ảo, bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết cung cấp sản phẩm khuyến mãi đúng như thông tin đăng tải trên website, không báo giá ảo, khuyến mãi ảo cung cấp sản phẩm có chứng nhận xuất xứ, đảm bảo thời hạn sử dụng. Các doanh nghiệp đăng ký tham gia phải công bố giá bán gốc, tức giá trước khi áp dụng khuyến mãi và không được điều chỉnh giá này sau khi gửi đến ban tổ chức. Doanh nghiệp nào vi phạm cam kết sẽ bị xử phạt theo quy định của ban tổ chức, phải bồi thường cho người tiêu dùng và bị loại khỏi Online Friday 2016. Ban tổ chức cũng dự kiến tổng doanh thu của các các doanh nghiệp trong ngày mua sắm trực tuyến năm nay là khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với năm 2015. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số tin tức trong nước. Ở phần tiếp theo thì Minh vi xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý tại châu Á. New Zealand điều tra nguồn nước sau vụ nước nhiễm bẩn. New Delhi cấm bán dây diều Trung Quốc sau tai nạn chết người.